Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch số 23KHUBND thực hiện bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia. Theo đó, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị gắn với tuyên truyền, phổ biến các nội dung của bản ghi nhớ và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành căn cứ nhu cầu phát triển hạ tầng thương mại biên giới trên địa bàn lựa chọn, xây dựng danh mục hạ tầng thương mại biên giới, trong đó ưu tiên kết nối và phát triển các địa phương của Campuchia để đề xuất đầu tư xây dựng. Tôi mong muốn tỉnh Kiên Giang có nhiều chính sách đầu tư, đặc biệt về xây dựng các chợ đường biên để nhân dân tỉnh Kiên Giang của Việt Nam và Sọc Sai Tây của Campuchia có cơ hội trao đổi hàng hóa, tăng cường hoạt động kinh doanh để đời sống người dân ngày càng phát triển. Tỉnh cũng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư phát triển hạ tầng biên giới giữa Kiên Giang và các tỉnh biên giới của Campuchia, hỗ trợ thương nhân giới thiệu, quảng bá, phân phối hàng hóa và kết nối với thương nhân Campuchia, triển khai các hoạt động kêu gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại biên giới từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Thời gian vừa qua, tỉnh Kiên Giang đã có nhiều hoạt động hợp tác thương mại như các hội chợ, các cuộc giao thương và cả hợp tác kết nối nhân dân. Việc này vừa tăng tình đoàn kết, gắn kết giữa nhân dân Kampong Chach với tỉnh Kiên Giang. Và thông qua các sự kết nối này, hy vọng rằng kinh tế nhân dân hai bên ngày càng phát triển. Xin báo qua cái đợt kết nghĩa của nhất là các xã biên giới, dọc tuyến biên giới thì như vậy đối với cái thứ nhất, cái thuận lợi, cái thứ nhất là đối với tình, coi như là hàn gắn thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Rồi cái thứ hai nữa là có mối quan hệ thân thiết với nhau trong những dịp làm lễ hội các thứ, nói chung về truyền thống với dân tộc hai bên, nói chung là hình là hàng gắn với nhau ấy, từ tất cả các cái đợt mà là ký kết nghĩa giữa hai bên biên giới, coi như là nhân dân hai bên là rất tốt. Hai nữa là trong việc qua lại thăm viếng lẫn nhau cũng tạo điều kiện thuận lợi hai bên. Cùng với đó, các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đã thực hiện các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân và cư dân biên giới của hai nước thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu trên cơ sở các quy định hiện hành, thực hiện có hiệu quả chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Kiên Giang với các địa phương của Campuchia, tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng, cửa khẩu. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Giữa hai nhà nước Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là lực lượng vũ trang của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang với lực lượng vũ trang của Campuchia, thì để thực hiện tốt công tác đối ngoại, đặc biệt là công tác đối ngoại nhân dân, thì Bộ đội Biên phòng là rất ủng hộ cái việc kết nghĩa này. Thì qua cái việc kết nghĩa này thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên lực lượng nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của bà con hai bên, và đặc biệt là cái tình hình biên giới giữa hai bên, và đồng thời là có sự trao đổi là thống nhất để tạo điều kiện cho hai bên là bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biên giới của hai đất nước. Thông qua cái công tác vận động quần chúng thì dân, thứ nhất là dân hiểu, am hiểu được cái tập quán cũng như là cái pháp luật của Việt Nam, đồng thời là dân Việt Nam mình cũng biết là cái tập quán, là cái pháp luật của hai bên đó, thì từ đó là họ là tự giác là ý thức tốt hơn trong vấn đề là bảo vệ là đường biên cột mốc. Đồng thời là trong những năm qua thì qua nắm bắt của các nguồn tin của bà con thì cho nhiều tin rất là tốt để cho phục vụ cho công tác là bảo vệ chủ quyền an ninh giữa hai biên giới. Với việc đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương với nhau cũng như việc triển khai biên bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, tỉnh Kiên Giang đã và đang sẵn sàng cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu trong bối cảnh bình thường mới.